xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Gia đình và Học đường tại Sài Gòn TV. Thưa quý vị, cái thời điểm quan trọng nhất đối với việc học hành của con em mình có lẽ là lúc mà nó chuẩn bị nộp đơn để vào đại học. Bởi vì nếu mà được chấp thuận và nếu đây là thực sự là một hướng đi đúng, phù hợp với bản thân các em cũng như là khả năng và phù hợp với nhu cầu của xã hội thì có lẽ là đây sẽ là một cái nghề nghiệp để gắn bó với các em suốt một chặng đường rất là dài mấy chục năm về sau. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi ngày hôm nay đã mời đến chương trình cô Phạm Thị Huê, là một chuyên gia cố vấn về giáo dục với bề dày 32 năm kinh nghiệm, thì chắc chắn là cô sẽ có những cái chia sẻ rất là bổ ích về những cái bước cần thiết để chuẩn bị trước khi vào đại học cho con em mình. Và bên cạnh đó là anh John Nguyễn, anh là hội trưởng hội phụ huynh của trường Lạc Kinh Tà, thì cũng là một người rất là sâu sắc với quý vị phụ huynh, và chắc chắn là anh cũng đã có rất nhiều câu hỏi mà quý vị phụ huynh đã gửi để đến để hỏi cô Huê trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô Huê và anh John đã đến tham dự chương trình. Vâng, xin cảm ơn cô Hoàng Vy. Dạ. Hân hạnh được gặp lại anh John của Sài Gòn TV. Rất hân hạnh được trở lại để thưa chuyện cùng quý vị khán thính giả. Cũng cả mấy tháng này rồi hả? Dạ, và nhất là quý vị khán giả và có con em chuẩn bị vào đại học là rất đang muốn được nghe những cái lời chia sẻ của cô. Thưa cô Huê, khi mà con em mình chuẩn bị để vào đại học thì cái gì, những cái thứ gì cần thiết đầu tiên mà phụ huynh và các em học sinh nên nghĩ đến để mà chuẩn bị bước vào đại học ạ? Dạ vâng, cái vấn đề thời gian rất là quan trọng, là tại vì bây giờ là kể như là gần giữa tháng 11 rồi, và cái thời gian để cho các em làm đơn vào đi University of California hoặc là California State University, tức là hai cái hệ thống rất quan trọng của tiểu bang California, là cái thời điểm ngay bây giờ, tức là 12 giờ khuya ngày 30 tháng 11 là hết hạn. Là tại vì nếu mà các em không nộp đơn vào cái gọi là cái thời điểm priority time thì các em phải đợi một năm nữa. Còn nếu không là các em phải học ở những trường khác, có thể là những trường tư thục hoặc là những đại học cộng đồng, rồi sau đó các em mới chuyển tiếp lên được. Cho nên chúng tôi xin nhấn mạnh rất quan trọng là làm sao để khuyến khích cho các em, nhắc nhở các em trong cái thời hạn này phải làm đơn. Bắt buộc phải làm đơn, là tại vì trừ trường hợp mà các em biết chắc rằng tôi chưa có muốn đi đại học, tôi muốn học ở đại học cộng đồng, hoặc là các em muốn nói rằng tôi học từ lớp 1 cho tới lớp 12, 12 năm rồi, vất vả quá rồi. Dạ, bây không giờ đi muốn nữa. Đi làm, không có muốn đi nữa. Thì có người nói, ôi cô đừng nói vậy, uổng lắm. Nhưng mà thực ra đó thì cũng có thể có những em lựa chọn cái con đường đó. Em nghĩ là đường nào nó cũng đến La Mã. Nghĩ sao là chúng ta có thể chọn nhiều cái nhánh đường khác nhau, nhưng mà nó phù hợp với bản thân, phải không cô? Vâng, đúng rồi. Cho nên hồi nãy cô có nói là cái thời điểm, chọn đúng thời điểm rất là quan trọng. Nhưng đi đúng hướng cũng quan trọng không kém. Vậy thì thưa cô Huê, cái việc mà định hướng ngành nghề cho các con em của mình, thường với 32 năm kinh nghiệm của cô làm tư vấn, thì cô thấy là thường phụ huynh hay định hướng các em chọn những cái ngành nghề như thế nào ạ? Vâng, nếu mà để cho phụ huynh mà định hướng cho các em chắc phải hỏi anh. Nhưng mà theo như cái kinh nghiệm của chúng tôi biết và theo cái sự nhận xét của các quý vị phụ huynh, thì thực sự là ai có con thì cũng mong cho con mình thành công. Ai có con thì cũng chỉ mong rằng sau này các con của mình học được một cái ngành nghề gì mà nó hợp với khả năng của con em của mình, hợp cái ý thích của con em của mình, và đến khi ra trường thì các em có thể kiếm được việc làm, sống bản thân được. Thì cái đó là rất là tổng quát. Nhưng mà ở đây các em nó có quá nhiều sự lựa chọn, mà nhiều khi các em nó đứng trước một cái ngã ba đường, đứng trước cái ngưỡng cửa đại học, các em chưa có biết chọn ngành gì hết. Một số các em thì có thể là từ nhỏ lớn lên đó, một số các em rất là may mắn, có thể nói là 50% đi. Nghĩa là từ lúc còn nhỏ đó các em đã có cái chí hướng trở thành một bác sĩ hay trở thành một cô giáo. Và nếu mà các em có cái chí hướng đó và các em học giỏi thì cái đó là cái điều may mắn cho cái em đó, và cái điều đó là rất là may mắn cho phụ huynh. Thì đã có những em học rất là giỏi rồi vô các lớp từ lớp 7, lớp 8 trở lên đó là học điểm E không à, mà điểm nào cũng trội hết. Nhưng mà có một số những điểm rất là trội, chẳng hạn như là môn toán hay là những môn khoa học. Và cái đó trong đầu óc của các em là nghĩ rằng là cái mộng của mình là sẽ trở thành một bác sĩ hay là một nhà khoa học,
hay là có những em thì rất giỏi về văn chương, rất giỏi về lý luận và sau này sẽ trở thành một luật sư. Yeah. Thì nếu mà các em có cái chiều hướng đó thì khuyến khích cho các em đi. Nhưng mà có nhiều em á thì cái môn gì nó cũng đều vậy thôi. Thì cái đó là rất là khó. Cái đó rất là khó cho các em. Và từ những cái năm trước khi tôi trở thành một khoa trưởng thì tôi là một counselor và tôi dạy cái lớp career planning, tức là cái lớp chọn nghề đó anh Trang. Một semester tôi dạy 4 lớp. 4 lớp mà mỗi một lớp như vậy là có thể 30-40 sinh viên. Thì trong cái lớp đó bao giờ tôi cũng hỏi các em một cái câu này. Tôi hỏi các em một câu là nếu mà tất cả mọi ngành nghề đều trả cùng một đồng lương thì em chọn ngành nào? Tôi cho các em suy nghĩ và các em viết một bài luận. Thì các em trả lời sao cô? Có em trả lời rất là hay. Có em trả lời, có những em nữ, em có thể, nếu tôi được chọn và nếu mà ngành nghề nào cũng trả một đồng lương như vậy, tôi sẽ ở nhà và tôi sẽ nuôi các con thôi. Có những em nữ sinh trả lời như vậy. Thì đó cũng là một, thực ra đó cũng là một cái ngành nghề. Thì cái em đó nói như vậy, còn có những em nói, nếu mà ngành nghề nào cũng trả một đồng lương á, thì tôi sẽ chỉ làm cái người đứng mà canh gác trên xa lộ để cho các xe cộ đi về được bình an. Dạ, đó. Nhưng mà đôi khi xã hội nó lại không được lý tưởng như vậy. Đó. Cho nên, cho nên thưa cô, có nhiều phụ huynh đặt câu hỏi, cũng có tâm sự với anh Giang và với em là vậy thì nếu như giữa nhu cầu xã hội và với khả năng bản thân của các em mà nó dung hòa hết thì đó là chuyện lý tưởng rồi. Dạ. Nhưng nếu như các em không được điều đó thì chúng ta nên chọn cái ngành phù hợp với bản thân hay là chọn cái ngành nó phù hợp với nhu cầu hiện nay của xã hội? Anh Trang nghĩ sao? Thưa cô, thưa quý vị, khi lớn lên em đi học rất là nhiều, em là thằng thích học, ngay cả bây giờ hiện nay em cũng đang lấy một lớp. Vậy thì anh rút ra được điều gì trong cái định hướng nghề nghiệp đối với bản thân anh? Đối với anh có lẽ là thưa cô, đối với em có lẽ là từ nhỏ tới lớn em không quan trọng vấn đề tiền bạc nhiều, cái vấn đề tài chính nhiều, nhưng mà em quan trọng cái vấn đề hạnh phúc. Thành ra khi mà em chọn ngành hoặc là em làm gì, em muốn kiếm cái gì mà em thích, bởi vì em thích em mới phát triển được cái ngành nghề của em. Và... nhưng dạ thưa đó. Cô, dạ cô nghĩ sao? Thế thành ra bây giờ trở lại cái câu hỏi của em đó, em nói là chọn như vậy, phù hợp về khả năng bản thân hay là về xã hội hay là nhu cầu của xã hội. Xã hội xã hội thì chính ra đó mình phải biết bản thân mình trước. Mình có hạnh phúc, mình có biết về cái bản thân của mình muốn cái gì thì lúc đó sau này đó mình mới có thể phục vụ xã hội được. You know what you want. Cái điều đầu tiên đó, trong một cái bài luận đó mà cô đọc cô thấy rất là hay, nó nói cái bài luận là tại sao người Mỹ cần những người cowboy, why America needs cowboys. Thì cái câu đầu tiên họ đặt ra đó là know what you want. Rồi cái luật thứ hai đó là find what you want. Mình phải muốn cái gì và mình phải kiếm cái điều mình muốn, rồi tất cả những cái luật đó nó từ đó nó ra. Cho nên là khi mà mình nghĩ tới cái xã hội Mỹ, cái sự phát triển của Mỹ, cái xã hội nó tiến triển như thế nào đó, là người ta luôn luôn là người ta phải đặt cái câu hỏi là mình muốn cái gì, cái bản thân của mình muốn cái gì. Và khi cái bản thân của mình muốn biết được rồi thì lúc đó đó mình mới hướng cái chiều hướng của mình đó. Nhưng không phải là mình muốn những cái gì mà có thể là nó quá đáng hoặc nó viễn vông quá lý, hoặc là nó viễn vông quá hoặc là nó không có hợp lý. Cho nên là cái sự hướng dẫn của cha mẹ cũng như cái sự hướng dẫn của những thầy cô, những vị cao solo rất là cần thiết. Chứ không phải là một đứa bé, nếu mà chẳng hạn như mình cứ để cho cái đứa bé nó muốn cái gì á thì suốt ngày là có lẽ nó chỉ muốn ăn kẹo thôi. Cái lúc nó nhỏ chắc nó chỉ muốn ăn kẹo hoặc là chỉ muốn ra ngoài sân nó chơi thôi, phải không? Nó đâu có muốn học. Nhưng mà mình phải làm sao để cho những cái môn học của nó, ví dụ như bây giờ tôi có đứa cháu ngoài 2 tuổi đi, 2 tuổi rưỡi đi, thì nếu mà chẳng hạn như là mình không trông nom gì đó thì nó có thể nó sống mình cũng giống như là một cái cây hoang dại vậy đó, nó muốn cái gì nó làm cái đó, cho nên là mình phải em muốn cô nói ra cái đó thì em sẽ đặt cái vấn đề này, tại em theo con em là hơn 12 năm và làm PTA từ 12 năm nay cha mẹ thì bây giờ mới hiểu được đó là ở nhà trường hiện nay như theo cái báo cáo mới nhất của năm vừa rồi là 80% của các em ở college
nó sẽ đổi cái major của nó vào cái năm đầu tiên 80%. Đúng. Mà trong đó nếu công mình nhận so cái sánh, điều đó, cái điều đó nếu, là cái điều đúng 75-85%. Dạ vâng. Nếu nếu mà so sánh với lại các nước châu Âu, mình điển hình giống như Đức đi, thì các em khi mà nhỏ tiểu học và nhất là middle school là các em sẽ có cái điều kiện đến những cơ sở để làm và làm coi như là đó là cái môn học. Yeah. Nhưng mà ở Mỹ mình thì không có. Ở Mỹ mình á thì những thập niên 60 họ có. Yeah. Họ có những cái trường gọi là vocational school. Và ngay trong những trường high school nó họ có những cái lớp dạy nghề. Nhưng mà về sau này có thể là cái ngân khoản của vấn đề giáo dục nó bị cắt đứt đi, nó bị chấm dứt đi. Thành thử ra rất thiếu những cái lớp dạy nghề như vậy. Cho nên là những lớp học về đồ mộc này cũng mất nè. Những lớp học về đồ gốm cũng mất nè. Rồi những lớp học về kỹ nghệ xe hơi cũng mất nè. Trước đây đó là người ta còn dạy lái xe ở trong trường nữa. Còn lớp driving nữa về sau này là bố mẹ phải lo hết. Cho nên là cái vấn đề giáo dục của Mỹ á, một phần á, là em dùng cái chữ viển vông. Cũng có thể có lắm, là tại vì có nhiều những lớp á, các em nó học mà nó không biết nó học cái gì. Rồi các thầy giáo, cô giáo dạy đó nhiều khi cũng không có dạy tới nơi, tới chốn nữa. Và những cái lớp thực tế thì các em nó bị mất nhiều lắm. Cái lớp mà vocational, những lớp mà về thực tế, về kỹ nghệ, về vấn đề công ăn việc làm á, mất rất là nhiều. Những lớp nữ công gia chánh cũng vậy. Mà cũng vấn đề là cả một xã hội nếu như mà ai cũng chọn những cái hướng đi làm thầy hết, vậy thì ai sẽ làm thợ? Và chưa chắc là những cái người thầy đó ra trường là sẽ có thể làm được đúng cái nghề mà mình đã chọn. Cho nên người ta mới nói là sợ nhất là ta không biết là ta muốn gì hay ta đi như, phải không cô? Cho nên sau phần thưa quý vị, sau ít phút dành cho thương mại, chúng tôi sẽ trở lại và trao đổi sâu hơn về cái việc định hướng nghề nghiệp cũng như là những gì cần chuẩn bị cho con bước vào đại học.